Thời gian qua, nam em liên tục khiến dân mạng ngán ngẩm trước loạt phát ngôn. Dù đã tuyên bố sống ẩn, nhưng người đẹp gốc Tiền Giang vẫn hoạt động liên tục mạng xã hội kèm những câu nói ẩn ý khiến netizen không khỏi tò mò. Hết chuỗi ngày livestream bóc phốt showbiz, chửi mắng anti-fan thì nam em và chồng sắp cưới lại quay ra cãi cọ, kể xấu nhau và đòi chia tay. Nhưng kỳ quặc hơn là câu chuyện giữa hai người liên tiếp có những màn quay xe khiến cộng đồng mạng hoang mang. Gần đây nam em tuyên bố chia tay chồng sắp cưới Hữu Cường, tìm quản lý mới, chặn tài khoản mạng xã hội của nhau nhưng sau đó lại gặp mặt livestream chung. Đến mới đây nam em lại tiếp tục gây chú ý khi đăng dòng trạng thái tâm trạng trên trang cá nhân. Cụ thể người đẹp gốc Tiền Giang viết: "Tôi xây một nghĩa trang sâu tận đáy lòng để chôn cất những ước mơ đã gãy cánh." Song chia sẻ ẩn ý của nam em khiến nhiều người không khỏi thắc mắc, không biết cô nàng đang nói đến việc gì. Chưa dừng lại, không lâu sau đó, nàng Hoa Khôi tiếp tục nhắc đến chuyện trả thù. Cách trả thù tốt nhất là không trả thù, đi tiếp và tận hưởng hành trình của mình. Trước đó, nam em gây bất ngờ khi hé lộ về dự án âm nhạc mới giữa những ồn ào vừa qua. Người đẹp Tiền Giang thực hiện chuỗi âm nhạc Studio Session và chia sẻ: "Tôi không cô đơn, tôi có đồng đội." Tưởng chừng việc nam em quay lại ca hát sẽ được khán giả đón nhận, thế nhưng dưới bài đăng của nam em, rất nhiều khán giả là thành viên của FC Có Bốn Lá, tên FC của nam em, đã lên tiếng chỉ trích cô vì những hành động thời gian qua. Nhiều khán giả là fan lâu năm của nam em cũng không thể chấp nhận được việc bị dẫn dắt bằng nhiều phát ngôn tranh cãi. Có thể thấy được rằng đây là lần đầu tiên nam em đối mặt với làn sóng quay lưng từ chính người hâm mộ thay vì rất nhiều sự yêu thương trước đây. Sau thời gian gây náo loạn trên mạng xã hội, trên trang cá nhân, nam em gây chú ý khi đăng tải story với nội dung sẽ tạm xa mạng xã hội. Cụ thể, người đẹp gốc Tiền Giang chia sẻ, cuối cùng cũng đã gỡ bỏ được gánh nặng trên vai, nhẹ nhõm đi ngủ, đã có điều kiện để thỏa mãn với đam mê âm nhạc rồi. Đến lúc nghỉ ngơi thôi, tạm xa mạng xã hội một thời gian, bye. Dòng trạng thái này của nam em khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán. Nhiều người cho rằng đây lại là chiêu trò mới của cô để gây chú ý mà thôi. Bởi lẽ trước đó trên livestream nam em và chồng sắp cưới liên tục úp mở chuyện đường ai nấy đi, nhưng không lâu sau đó lại xuất hiện livestream chung. Bên cạnh đó, thời gian qua nam em thường có những phát ngôn bất nhất làm dậy sóng mạng xã hội. Vì vậy, việc thông báo tạm xa mạng xã hội của cô bị khán giả nghi ngờ là điều dễ hiểu. Thời gian qua nam em và chồng sắp cưới Hữu Cường khiến cộng đồng mạng không ít lần xôn xao với hàng loạt động thái khó hiểu, bắt đầu từ việc livestream nói xấu người yêu cũ, bóc phốt showbiz, tuyên chiến với anti fan, cho đến việc cặp đôi cãi cọ, chửi mắng lẫn nhau trên livestream, bỏ đi rồi tuyên bố chia tay. Trước đó ngày 1 tháng 3, nam em đã đến Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh làm việc theo giấy mời. Qua nhiều livestream khơi gợi ồn ào quá khứ, tiết lộ góc khuất showbiz tạo sóng dư luận thời gian qua, nam em bị xử phạt hành chính 37,5 triệu đồng. Theo Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, nam em phải đóng tổng số tiền phạt 37,5 triệu vì hai vi phạm: một là có hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân, hai là hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Sau đó nam em phải gỡ bỏ những bài viết có liên quan để khắc phục hậu quả. Nam em sinh năm 1996, quê ở Tiền Giang, cô từng giành giải Hoa Khôi Đồng bằng sông Cửu Long, sau đó còn đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Earth và lọt vào top 8 chung cuộc.